Kính thưa cộng đoàn. Chúa Nhật trước là Chúa Nhật một mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta vào hoang địa với Đức Giêsu. Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ hai của mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy cùng Chúa Giêsu lên núi. Vào hoang địa hay lên núi cao đòi hỏi phải có cố gắng bởi hoang địa là nơi khô cằn, núi cao là nơi phải leo cao mệt mỏi. Vào hoang địa hay lên núi cao là để chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Chúa Giêsu ở hai khía cạnh khác nhau. Vào hoang địa hay lên núi cao cũng là để chúng ta suy tư hai góc cạnh khác nhau của cuộc đời người Kitô hữu. Trước hết, chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu ở hai khía cạnh khác nhau: sa mạc và núi cao. Trong hoang địa, Chúa Giêsu như một người, một con người hoàn toàn, một con người chịu cám dỗ, một con người sau khi chay tịnh thì cũng cảm thấy đói khát. Một con người chiến đấu với ma quỷ Và một con người đã chiến thắng trên núi cao Chúa Giêsu tỏ mình biến hình để bày tỏ vinh quang của người. Và như thế, nếu trong hoang địa Chúa Giêsu được trình bày như một con người nhân tính của người thì trên núi cao Đức Giêsu lại được giới thiệu với thiên tính cao cả của người. Và như vậy chúng ta Nhìn Chúa Giêsu chiêm ngắm Chúa Giêsu và quan niệm về Chúa Giêsu luôn luôn ở hai khía cạnh. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa mà Chúa Giêsu vừa là con người. Chúa Giêsu vừa là đấng hiện diện nhưng Chúa Giêsu lại là đấng vắng mặt. Chúa Giêsu vừa là đấng hữu hình nhưng Chúa Giêsu cũng là đấng vô hình. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa đồng thời cũng là con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Vào hoang địa với Chúa Giêsu và lên núi cao với người cũng diễn tả hai khía cạnh cuộc đời của người Kitô hữu kính thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi lẽ con người sống ở trần gian này trải qua một cuộc chiến đấu liên lì, cam go và khốc liệt. Nhưng mà cuộc chiến đấu ấy không phải là vô vọng, không phải là đơn lẻ một mình. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cuộc chiến đấu ấy là vì để chúng ta hướng tới vinh quang. Chúa Giêsu biến hình trên núi là để khích lệ, động viên các môn đệ mà đại diện là ba vị, ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacobbe. Bởi vì trước đó Chúa Giêsu nói đến cuộc khổ nạn của người, người tiên báo của khổ nạn. Và sau đó Chúa khẳng định rằng mặc dù con người sẽ bị nộp vào tay người Do Thái và họ sẽ giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Tuy vậy khái niệm về sống lại đối với các môn đệ dường như còn mơ hồ, còn nhau giống như những câu chuyện cổ tích chính vì thế mà sự kiện chúa giêsu biến hình trên núi cao là để động viên các ông và giúp cho các ông có một sự thay đổi trong quan điểm về thầy mình không phải chỉ là nhìn thầy mình là một con người thuần túy nhưng còn là đức messia điều ấy đã được thể hiện qua hai nhân vật cùng đàm đạo với chúa giêsu đó là ông Mô-xê và ông elia kính thưa cộng đoàn có thể đối với chúng ta hai nhân vật này không gợi lên điều gì đặc biệt nhưng trong truyền thống do thái ông môi sê và ông elia là tượng trưng cho hai truyền thống làm nên lịch sử của dân tộc ông môi sê đại diện cho lề luật ông elia đại diện cho các ngôn sứ và dân tộc do thái có một đặc điểm khác với các dân tộc khác là nhờ truyền thống lề luật và truyền thống ngôn sự Chính vì thế với sự hiện diện của hai ông, ông mô và ông Elia, hai ông vừa như những chứng nhân để khẳng định những gì mà lịch sử đã tiên báo về đấng cứu thế thì bây giờ được thực hiện. Có nghĩa là Đức Giêsu là đấng muôn dân mong đợi, là đấng thiên sai, là đấng cứu độ trần gian. Với sự hiện diện của hai nhân vật mô và Elia, cũng là điều khẳng định để cho mọi người thấy rằng Chúa Giêsu đến để nối kết hai truyền thống ấy. Chính trong con người của Chúa là tồn tại nối kết hai truyền thống làm nên lịch sử của dân tộc Do Thái. Đó là truyền thống ngôn sứ và truyền thống lề luật. Đó là lý do tại sao mà ông Môi-se và ông Elia đảm đạo với Chúa Giêsu khi Chúa biến hình. Kính thưa cộng đoàn, sự kiện Chúa Giêsu tỏ mình vinh quang trên núi được gọi là biến hình. Biến hình có nghĩa là thay hình đổi dạng, không còn như dạng thức của ngày thường. Bình thường Chúa Giêsu giống như một con người, nhưng mà khi biến hình Chúa Giêsu sáng láng vinh quang như tác giả Phúc âm vừa kể lại cho chúng ta. Sự kiện ấy được gọi là sự kiện biến hình, có nghĩa là Chúa Giêsu trở nên vinh quang ngay trong cuộc đời trần thế. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy chính ngay bây giờ, hiện tại, hôm nay ở đây trong cuộc sống này trong giáo hội, Chúa vẫn đang tiếp tục biến hình. Bởi vì chúng ta nói đến Chúa Giêsu mà chúng ta đâu có gặp người Chúng ta nói khẳng định Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể và đâu chúng ta có nhìn thấy gì ngoài một hình bánh nhỏ bé và đơn sơ. Chúng ta khẳng định Chúa Giêsu đang hiện diện trong giáo hội khi chúng ta đọc lời kinh thánh mà đâu chúng ta có thấy gì. Vì thế cho nên nhìn một khía cạnh khác chính bây giờ lúc này và hôm nay Chúa đang biến hình giữa chúng ta chính vì thế mà Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ hai của mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhận ra đấng biến hình đang hiện diện trong cuộc đời để rồi chúng ta quan niệm về Đức Giêsu không phải là một quan niệm thuần túy nhân loại nhưng là một quan niệm siêu nhiên nhìn thấy đấng vô hình nhìn thấy để trong ngoặc kép bởi vì chúng ta đó là sự cảm nhận bằng đức tin đó là lời tuyên xưng Chúa hiện hữu và đang hiện diện để đồng hành với cuộc đời của chúng ta. Khi xuống núi, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các ngươi đừng sợ." Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em. Cuộc sống của chúng ta biết bao điều sợ hãi. Lời nói đừng sợ xem ra có vẻ như một nghịch lý, nhưng mà trải suốt bề dày của lịch sử trải suốt bề dày của ơn cứu độ hai 000 năm lịch sử giáo hội hai 000 năm Chúa đã nhiều lần nói với chúng ta điều ấy và chúng ta cũng đã nhiều lần cảm nghiệm được những ai gắn bó phó thác tin tưởng nơi Chúa thì không còn sợ hãi Chủ nhật thứ hai của mùa chay chúng ta cùng lên núi với Chúa Giêsu để chính bản thân chúng ta được biến đổi biến đổi có nghĩa là trở nên một dạng thức khác biến đổi trong quan niệm về Chúa, biến đổi trong cách thực hành đức tin, biến đổi trong cách ứng xử với anh chị em hàng ngày và biến đổi trong hình ảnh của chúng ta về Đức Giêsu có nghĩa là Chúa Giêsu không phải đơn thuần chỉ như một con người của lịch sử, nhưng là Đấng cứu độ đang hiện diện giữa chúng ta và đang mời gọi chúng ta hãy đi theo người, hãy thực hiện giáo huấn của người để chúng ta tìm được sự bình an và ơn cứu độ amen